Hello, xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Anh Thi Bất Động Sản Khánh Hòa. Thì tiếp tục cái quá trình đi review bất động sản thực tế, thì hôm nay em sẽ đưa anh chị đi xem một cái nhà mới xây ở xã Bến Ngọc, nhà gần bờ kè sông Cái của xã Bến Ngọc thuộc thành phố Nha Trang. Nó rất là đẹp cho anh chị nào mua về ở. Cái nhà này thì mua về ở liền nha anh chị. Nhà mới xây rất là đẹp anh chị ạ. Đây, nhà một trệt một lầu mới xây rất là đẹp. Đó, thì vị trí của em đang đứng đây là xã Bến Ngọc thuộc thành phố Nha Trang. Đó thì phía xa kia là bờ kè sông Cái. Đó, thì một chút nữa thì em sẽ chạy xe ra cho anh chị coi là nó rất là gần cái bờ kè sông Cái thì gần Hoàng Thiện rồi anh chị. Đó, nên ở nhà view sông, nhà gần sông như thế này rất là mát anh chị ha. Hơn nữa nhà này là nhà mới xây. Đó thì cùng theo chân em đi vào xem. Đó. Nhà này thì tổng diện tích đất của nó là 68 mét vuông anh chị. Đó, 68 mét vuông. Thiết kế là gồm một trệt một lầu, hai phòng ngủ và có một phòng thờ. Thì cái không gian đầu tiên mà chúng ta bước vào nhà đó là không gian sân để xe. Cái sân này thì có thể đậu được ô tô nha anh chị. Có thể đậu được ô tô luôn đó anh chị. Sân này thì có thể đậu được ô tô trong nhà. Còn mà nếu xe máy thì chắc cũng để được khoảng 6-7 chiếc đó anh chị. Rất là rộng ha. Rất là rộng luôn. Đó. Sau khi chúng ta tiến vào nhà đó thì cái không gian đầu tiên đó là không gian phòng khách. Phòng khách và phòng bếp. Đó. Không gian phòng khách và phòng bếp. Thì không gian này liền nhau. Đó. Theo để mà khách mua về có thể thiết kế thêm một cái bàn ăn hoặc là một cái ngoài ba treo ở đây cũng được. Đó thì cái không gian này là cái không gian phòng khách của anh chị. Đó, nhà này thì thiết kế được một cái là cầu thang ép tường, nó không bị mất không gian. Đó, còn bếp thì đại chủ để ốp tường tủ rồi, ốp tủ rồi. Đó. Không gian bếp trang trí cái màu rất là sang anh chị. Trang trí cái màu rất là sang. Đó, đồ tốt nha anh chị. Đó. Làm cái màu nhìn rất là sang sạch ha. Đó, thì tiếp theo không gian phòng bếp á là chúng ta có cái giếng trời. Cái giếng trời từ trên xuống dưới. Thứ nhất là lấy sáng, cái thứ hai là lấy gió anh chị ha. Đó. Đó, nhà rất là thoáng. Đây là cái không gian nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh đây thì gia chủ thiết kế là chỉ có không gian tắm và đi vệ sinh thôi. Còn không gian rửa mặt, rửa tay thì ở ngoài. Cái lavabo này để ở ngoài rất là rộng anh chị. Những ai có cái nhu cầu mà rửa mặt, rửa tay thì không cần phải vào toilet. Đó là như vậy. Đó thì ở dưới đây là cái không gian, mỗi không gian nhỏ đây là nhà kho hoặc là dưới chân cầu thang đó anh chị. Thì cái chỗ này thì để anh chị làm kho ha. Đó, để đồ, để đạc trong đây cũng rộng đó anh chị, để được nhiều thứ đó. Đó. Đó thì đó là khái quát về tầng 1. Đó. Đây thì làm trần rất là đẹp, đèn trần. Đây thì gia chủ bán thì để lại những cái nội thất gì là dính tường. Những cái gì mà đã dính vào tường rồi thì gia chủ để lại. Cửa nhôm sinh pha rất là tốt ha. Đó. Khái quát thì tầng 1 thì có phòng khách chỗ này, chỗ kia là bếp, thì chúng ta có thể trang trí cái bàn ăn chỗ kia. Chung là rất là rộng, diện tích đất là 68 mét vuông nha anh chị. Diện tích đất 68 mét vuông, chiều ngang mặt tiền của nó là 5 mét. Nhà này thì hướng tây bắc nha anh chị. Đó, hướng tây bắc. Đó, tiếp theo là chúng ta lên lầu. Đó, lên tầng 2, cầu thang thì được xây rất là chắc chắn và kiên cố nha anh chị. Cầu thang xây rất là chắc chắn và kiên cố luôn. Đó. Thì từ cái nhà này á, tiện ích xung quanh rất đầy đủ anh chị. Đi ra khoảng 500m là chúng ta đã tới chợ Ủy ban xã Bến Ngọc rồi. Đó, rất là gần. Đó. Đập vào mắt chúng ta lên khi lên tầng 2 là cái không gian của cái giếng trời. Đó, giếng trời thông từ cho xuống dưới. Lấy gió và lấy nắng ha. Đó. Tiếp theo là cái không gian nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh của tầng trên. Đó anh chị. Nhà vệ sinh tầng trên. Đó, rất là đầy đủ. Cái màu tường rất là sang anh chị ạ. Cái màu tường là màu xám á, màu xám than á, rất là sang. Đó, cái phòng toilet này thì được dùng chung cho hai phòng ngủ trên lầu. Đó, đây là một cái phòng ngủ đầu tiên. Đó, có bắt dây nóng sẵn, có bắt dây điện sẵn để cho quý khách hàng nào có thể bắt máy lạnh ha, bắt dây sẵn hết rồi. Đó, rất là thoáng. Đó, chúng ta qua cái phòng ngủ thứ hai anh chị. Phòng ngủ thứ hai. Đó, nhà này thì có hai phòng ngủ đều bắt dây sẵn để mà chừa dây điện hết rồi nha anh chị nha. Đó, đều bắt dây sẵn để mà anh chị nào có bắt máy lạnh thì bắt về thôi. Đó, rất là tiện. Đó, tiếp theo là phòng thờ. Phòng thờ. Đó, không gian này thì chắc chắn là gia chủ xây để làm phòng thờ rồi. Đó, có cái view đây, có cái ban công nha anh chị, cũng rất là mát. Đó. Cái ban công rất là mát anh chị. Đó thì từ đây chúng ta có thể thấy xong đó anh chị. Cái bờ kè liên hoa kia. Đó, để em đi qua đây cho anh chị dễ thấy hơn nè. Là chúng ta thấy được cái bờ kè sông Cái được liên hoa đang làm. Đó anh chị thấy không ạ?
đứng đây thấy bờ kìa, thì cách bờ kìa khoảng 50 mét thôi anh chị ạ, rất là gần luôn. Xung quanh là nhà dân xây rất là nhiều nè, xung quanh là nhà dân đang xây rất là nhiều, đường bê tông ô tô vào tận nơi nha anh chị. Đó, em quên nói đường bê tông ô tô vào tận nơi. Đó, nhà dân đang xây rất là nhiều. Đó, nhà thì rất là mới anh chị, nhà mới về ở liền anh chị ha, không phải là lăng tăng cái gì hết. Nằm ở xã Vĩnh Ngọc, từ vị trí em đang đứng đây á, thì cái chợ và ủy ban đó chỉ bằng khoảng 500 mét thôi anh chị, rất là gần, rất là gần luôn anh chị ha. Đó, nhà một trệt hai lầu, hai phòng ngủ, tiện ích đầy đủ ha, tiện ích xung quanh đầy đủ. Đó, bây giờ là em sẽ quay một cái đoạn ngắn đi ra bờ sông Cái, con đường ra bờ sông Cái cho anh chị xem. Đó, rất là gần bờ kè, tương lai thì giá đất xung khu vực này sẽ tăng rất là cao nha anh chị. Nếu như mà cái bờ kè làm xong á thì giá đất khu vực Vĩnh Ngọc sẽ tăng rất là cao đó, nên là anh chị tranh thủ xem cái nhà này. À, cái nhà này thời điểm mà em đang quay clip tháng 7 năm 2022 như thế này, thời điểm này em đang quay đây là được chào bán với giá là 2 tỷ 350 triệu nha anh chị. Đó, 2 tỷ 350 triệu là anh chị đã sở hữu được căn nhà này rồi. Đó, nói chung là rất là đầy đủ cho một gia đình tầm khoảng 5 đến 6 người. Đường thì đường ô tô đậu trước nhà luôn, ô tô cua vào luôn. Đó, đây đi ra bờ kè chỉ có xíu thôi, 50 mét là tới à. Thì bộ đây cho anh chị coi luôn, hơi gần. Đó, xung quanh là nhà dân xây rất là nhiều nè anh chị. Đó, đi ra là một xíu đây nè, là anh chị đã ra tới đường bờ sông rồi, rất là gần luôn á. Đó, rất là gần luôn. Đường này thì ô tô đi vô tư nha anh chị, thì ô tô đi vô tư luôn. Đó, đi bộ xíu xíu à, ra tới bờ sông rồi, rất là gần luôn. Đó, ra tới đường bờ kè đây, mặt đường liên hoa thì giá cũng trên 30 triệu mét vuông rồi anh chị. Đó, nhà này xây là sổ hồng, là xây là để hoàn công rồi nha anh chị. Đó, bờ kè liên hoa làm đây, gần còn tiện rồi anh chị. Đó, tương lai thì rất là sầm uất đây, giá đất Vĩnh Ngọc thì tăng rất là cao, nên anh chị quan tâm mà mua nhà ở Vĩnh Ngọc thì nên quan tâm căn này nha. Đó, em xin phép là kết thúc clip tại đây, cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi clip của em. Anh chị nhớ cho em xin một like, một đăng ký nha, coi như là cái động lực mà giúp em đi quay thường xuyên hơn. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều, chúc anh chị một ngày mới thật là nhiều năng lượng và nhiều sức khỏe. Em xin chào và hẹn gặp lại.